Thưa quý vị và các bạn, dự án thủy điện Tân Lĩnh trên sông Chảy, cách thủy điện Phúc Long khoảng 20 km về phía hạ lưu, nằm ở địa phận giáp danh giữa hai xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên và xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Chủ dự án là công ty cổ phần kinh doanh xi măng miền Bắc. Dù đã triển khai xây dựng nhưng hàng trăm hộ dân của hai thôn Hàm Rồng, Già Hạ, xã Việt Tiến lại đang rất lo lắng cho sinh kế khi đất sản xuất bị ngập trong nước. Thôn Hàm Rồng là nơi sinh sống của hầu hết các hộ dân di dân từ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cách đây 60 năm để phục vụ xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà. Nay, dự án thủy điện Tân Lĩnh lại được xây dựng trong khu vực này khiến bà con không yên tâm bởi đã an cư. Năm 2021, đại diện của chủ đầu tư dự án thủy điện Tân Lĩnh đã tổ chức một cuộc họp để thông báo về vị trí và phạm vi dâng nước trong lòng hồ, sau đó tiến hành kiểm tra đất ruộng và khu vực hoa màu sẽ bị ngập nước khi thủy điện đi vào hoạt động để lên kế hoạch đền bù cho người dân. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc họp, doanh nghiệp và người dân vẫn chưa đạt được sự thống nhất về phương án đền bù. Do vậy, hiện nay dự án vẫn đang được gấp rút thi công. Hiện nay thì giữa cái thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp là nó chưa đồng nhất. Nhưng mà trong cái đó thì thủy điện là bà đang triển khai. Theo tôi cũng không xuống đấy mà không biết là đã triển khai được đến đâu rồi. Thế nhưng mà cái này thì có thể nói là các cụ nói là tiền trảm hậu thấu. Người dân ở đây có lý do để quan tâm và lo lắng về các vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, sinh kế khi dự án thủy điện đi vào vận hành. Việc bộ phận khảo sát của dự án thủy điện liên tục cắm mốc giải phóng mặt bằng ở các vị trí khác nhau khiến cho người dân không biết chính xác vị trí ngập lụt thực tế khi nước dâng cao. Các anh lên đây là các anh ấy đã được Bộ Công Thương công nhận duyệt cho đắp cái đê, đặt một cống ngầm ở đáy cái suối này. Cứ đi ngầm qua cái thân đập cách dưới đây khoảng gần một cây. Bà con ở đây lâu năm thì nói là cái lưu vực ở cái cánh đồng này nó rất rộng, nó khoảng mấy nghìn hecta cơ. Nên là đảm bảo khi cái trời mưa đến là cái nước không thể tiêu kịp, nó sẽ gây cả úng. Nói tóm lại là bây giờ là phía thủy điện là dừng thi công và thỏa thuận với nhân dân để cái giá cả xong thì các anh làm. Theo Ủy ban Nhân dân xã Việt Tiến thì khoảng 9,4 hecta đất lúa hai vụ của trên 100 hộ dân tại thôn Hàm Rồng và thôn Già Hạ đã bị mất hoàn toàn khi thủy điện dâng nước. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại có thể còn lớn hơn do dự án vẫn chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết kế cao trình đập để xác định cụ thể phạm vi ảnh hưởng. Tới đây cái thủy điện xảy dâng nước lên thì chắc chắn là cái trong danh và ngoài danh thì nó sẽ xảy ra. Cái xảy ra thì lấy lúc đấy là sẽ xảy ra cái mâu thuẫn với bà con nhân dân ở cái mức độ là lúc đầu thì bảo là không ảnh hưởng, tuy nhiên lúc sau khi mà nước dâng cao lên thì sẽ ảnh hưởng, thì lúc đấy lại tiếp tục thỏa thuận với bà con nhân dân là rất là khó. Lo lắng của người dân Việt Tiến là hoàn toàn có cơ sở, bởi nguồn sinh kế chính của bà con là dựa vào đất đai đã làm ăn sinh sống ổn định hàng chục năm nay. Vì vậy, chủ đầu tư dự án thủy điện Tân Lĩnh và bà con xã Việt Tiến cần tìm được tiếng nói chung để đảm bảo quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.